Xin chào anh em, hôm nay tôi giới thiệu với anh em một cái mẫu áo điều hòa dành cho mùa hè này nhá, người lao động mùa hè rất là hay. Mẫu này mẫu mới, nó hay chỗ nào thì tôi giới thiệu cho mọi người xem. Đây, bộ nó sẽ bao gồm một cái set quạt và pin dự phòng như này, và kèm cái áo luôn. Đây, áo theo bộ nó sẽ có size nhá, từ 165 đến 175, tùy mọi người chọn cỡ nào mọi người chọn. Ở đây cái quạt thông gió của nó. Đây, tôi lắp cho anh em xem, lắp nhé. Bộ này rất là hay. Nè, nó hay hơn cái quạt bình thường ấy. Bình thường cái bộ áo điều hòa bình thường mọi người ấy, nó sẽ dùng một cục pin 12V, cái pin cổng tròn, như cái này dùng pin cổng USB. Thành ra anh em có thể thay thế được. Khi mà dùng cục pin của theo quạt này mà nó hết nhá, ví dụ cục pin này hết dung lượng đúng không? Với hãng khác là mình phải cắm sạc lại và mình dùng lại, nhưng cái này không cần. Đây, mình có thể dùng một cục pin dự phòng thông thường. Đây, cục pin này để mình thay thế luôn. Đây, tôi ví dụ lắp cục pin khác cho anh em luôn, bởi vì nó dùng củng USB này. Bấm quạt đây, bấm quay này. Đấy, nó chạy luôn. Tức là sao, anh em có thể mua một bộ này và mua thêm một cục pin dự phòng để mình dùng thêm. Khi mà cục này mình dùng hết, ví dụ mình dùng nửa ngày mà hết rồi ấy, không phải sạc nữa, thay luôn cục pin mới, thế là xong. Thế là mình có thể dùng thoải mái cả ngày hoặc 2 ngày, không cần phải sạc. Thế tôi sẽ lắp thử này vào áo cho anh em xem nhé, lắp thành áo nó như thế nào. Rồi, anh lấy cái áo lắp thử đây. Bây giờ tôi sẽ lắp thử cho anh em xem vào áo nhé. Đầu tiên anh em gỡ cái này ra này, cho cái mặt này vào trong, cho một cái quạt này vào trong, và cái cánh cái lồng quạt này mình vòng vào ngoài, xoáy chặt vào là xong. Đấy, thế là xong. Đây, một bên còn lại làm tương tự nhá, rất là nhanh thôi. Đây, bên còn lại làm tương tự. Đây, bên còn lại mình sẽ lắp tương tự luôn nó kia vào. Ok, giờ mình sẽ lắp và kết nối với cái cục nguồn nhé. Đây, kết nối đó vào. Bây giờ còn cái đầu USB còn lại đây, tôi kết nối luôn với cục pin dự phòng loại khác nhé. Rồi, chạy luôn này, anh em nhìn này, chạy tiết mù luôn, siêu mát nhé. Đấy, đây mình lắp mặc thử luôn, mặc thử luôn. Đây, cái trong này nó sẽ có một cái chỗ để mình đút pin dự phòng luôn, ở trong túi áo này. Đây, nó có phần này để mình đút cái pin dự phòng vào đây. Đây, cài khóa vào nhá. Cái loại này nó hay là mình có thể thay thế được pin được. Đây, mặc cho người, đây, mặc cho ông xem. Mát nha, cực kỳ là hữu ích cho mùa hè luôn. Đấy chưa? À, phòng căng đét này, gió mát, phòng căng đét. Ngồi sau cũng ngoan. Hợp lý không? Quá hợp lý. Đấy, đây anh em nhìn này, nó căng phòng nhá, căng phòng cả đến cánh tay luôn. Vì cái chỗ này, áo này của nó là bo chun này, không khí nó không lọt ra ngoài được, thấy không? Nó phòng cả cánh tay luôn, mát hết cả người. Đấy, mát cả người nhá, bo chun cả hai này. Dưới đai đã bo chun luôn, không khí nó sẽ luẩn quẩn trong này thôi, rất là mát. Anh em chọn áo này mà mua nhá. Anh em mà chốt thì nhanh tay nhá, loại này rất là hay, tiện ích, tiện hơn cái loại mà 12V, 12V là nó dùng cái cổng tròn, cái này dùng cổng USB nó sẽ hay hơn. Anh em lấy loại này mà dùng.